Rồi, mình xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh nha. Nay mình cũng về được mớ máy anh em. Lên clip cho anh em mình xem. Anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin nha. Số điện thoại mình 0916707404 đây anh em, cũng là số Zalo ha. Mình nhắc lại cho những anh em mới xem kênh mình ha. Nói chung là mình bán thì có hai hình thức thôi, anh em chuyển khoản đủ mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy tiền ship nha anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha anh em. Đấy, bên nay mình lên đặc biệt bên nay hàng VIP không nha anh em. Nói chung là mình lên cũng tứ lung tung VIP không. Anh em xem trước khi xem anh em cho một like nha, để anh em nhận những video tiếp theo dễ dàng hơn nha. Rồi mình vô nha anh em. Đầu tiên đây anh em. Đầu tiên là một cái cây này là anh em để dành những anh em nào uống nước trà, uống cà phê rồi anh em. Anh em uống rồi những cái này ghi điện 100V ha. Anh em ghim vô, anh em để cái ly lên đây là nó nóng hoài nha. Nó giữ độ nóng cho mình nha. Giữ độ nóng nha anh em. Đấy. Cái này điện 100, 110V nè anh em. 19W. Đấy. Nó giữ độ nó giữ độ nóng mình nha. Mình uống ly nước rồi mình bỏ ly nước lên đây anh em. Đấy. Đấy, bỏ ly nước lên đây là nó nóng hoài ha, nó giữ độ nóng cho mình ha. Ghim 100V vô đây nè. Đấy. Cái này anh em cứ để lên là nó mới ăn điện nha. Đó, để cái ly lên cái đầu nó ăn điện anh em. Đấy. Buông ra thì nó hết ha. Nó giữ độ nóng cho cái ly cà phê mình nha. Đấy. Rồi. Cái số 1. 200 nha anh em, cái số 1 200. Số 1 200. Số 2 là một cây massage anh em. Cây massage ha. Cây này nó là VIP nha anh em. Đấy. Đấy nó nhảy nè anh em, đấy. Đấy, quá ok nha anh em. Còn anh em muốn mạnh thì đẩy lên ha, để ngay giữa thì nó tắt ha. Đây cứ đầu nhẹ nè anh em. Đấy trời ơi thôi anh em. Đấy mạnh thì lên ha. Đó anh em, nó rung tê 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 nè anh em, phải nói là cực kỳ nha. Đấy cái này nó cực kỳ nè anh em, phải nói là cái độ đàn hồi của nó là rất tốt ha, quá ok nha anh em. Đấy cây số 2 350 nha anh em, 350k ha. Cây số 2 350. Cây số 3 đây anh em. Đấy. Nào, VIP không anh em. Cây số 3 là Panasonic nha anh em. Này nó cũng mát xa mát xiết nhìn anh em. Điện cũng 100V nha anh em, mắc lên ra băng nha. Đấy. Đây, chui của nó đây anh em. Này mới chạy đùng đùng nghe mà. À cái này nó sạc pin anh em. Này nó sao cái này là mình sạc thôi ha. Mình quên nữa, mình sạc đầy rồi là tự nó chạy anh em. Đấy. Mình quên nữa. Cái này là sạc pin thôi. Sạc pin nha anh em, nó sạc pin. Đấy. Anh em muốn mạnh thì lên cấp này ha. Nhấn cái nữa tắt ha. Đây. Cấp 1 nè, cấp 2 nhấn lên nè, cấp 3 nè. Đây anh em, đấy rồi anh em cứ massage thôi anh em, đấy. Đấy anh em, quá ok luôn anh em, đấy. Vậy là anh em cứ ấy thôi không, đấy. Cũng như là mình đi nắng, đi mưa gì, bị cảm, cái này mình cạo như cạo gió luôn đó anh em. Đấy, quá ok nha anh em. Đấy, tắt ha, cấp 1 nè, cấp 2 lên nè, cấp 3 lên nè anh em, đấy. Đấy anh em, đấy. Tắt ha. Đấy. Cái này là sạc nha anh em, sạc pin ha.
đấy, đây đấy anh em, mình vô mình ghim điện 100V cái nó không chạy thì ra nó là pin nha anh em, cái này chỉ sạc thôi, khi chạy thì anh em cứ lấy ra nó mới chạy nha. Đây anh em, một này, hai nè, ba nè, đấy còn nó là vip nha anh em. Cây số 3 350 nha anh em. Cây số 3 350 ha. Cây số 4 đây nè, cây số 4 là một cái phí trứng ha. Đây. Trứng nha anh em. Đây. Điểm vô nè anh em, chọn vô nè. Đấy. Đây nữa nè. Đấy nè. Phấy trứng, phấy bột ha anh em. Nói chung anh em cần phấy gì là phấy ha. Đấy. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, cấp năm nè anh em. Đấy lên có năm số nè. Đấy nè. Anh em muốn cộng thì rồi. Cắt ha, cấp 1. Đấy. Quá ok ha anh em. Điện 100V nha anh em. 100V 80W ha. Đấy. Không xài nữa thì mình lấy ra ha. Đấy nè. Đây. Rồi. Cái số 4. 370.000 nha anh em. Đấy. Cây số 4 370. Hàng mà nó ken sao em không nha anh em. Đây. Cây số 5 là cũng là một cây y vậy nha anh em. Không có khác gì hết ha. Len ken hết, có hộp có nhất đồ hết. Đấy. Anh em, cây này với cây kia nó giống nhau anh em. Không có khác gì hết. Đấy. Đây nè. Này điện 100V. Cái này 120W anh em. Đấy. Rồi nó cũng năm số nè anh em. Đấy, cũng năm số ha. Nói chung không có khác gì cây kia nè, đợi lên nè, lên nè. Đấy, đây nè, đấy. Quá ok ha. Con làm chưa? Cấp 1 đây. Đấy, chạy ra thấy thương không? Đấy, thấy trứng, thấy đồ. Nói chung mà thấy là thấy bánh bột ha. Anh chị em nào làm bánh, đây, gia đình nào có con cháu làm bánh thì đây, rước em này về. Quá ok ha. Đấy. Rồi thì mình xào xong rồi mình lấy ra thôi. Vậy anh em, cắt thôi. Cắt giữ gìn ha. Đấy. Cái số 5 370.000 nha anh em. 370.000. Nói chung y chang như cây kia mà tại nó khác màu thì mình lên cho anh em lựa chọn nha. Nó cũng được, nó cũng như nhau cáo anh em. Đây, đây cây nó cũng vậy nè anh em. Đấy, nó khác màu thôi mình phải lên chứ. Đây nè, đây, nó cũng hai cây nè anh em. Đấy. Đấy anh em, cái này cũng điện 100V, 78W hết anh em. Đấy. Phí trứng, phí bột. Đấy, nói chung là đây anh em, bật lên. Đấy, thấy không? Này cũng năm số nè anh em. Bật lên cho nữa nè. Đấy, lên nè, lên nè. Đấy. Đấy. Gió ra ù mát rưỡi luôn anh em. Đấy, cấp 1 đây anh em, nói chung là cũng năm số ha. Năm số. Rồi không xài nữa thì anh em lấy cái này ra anh em. Lấy này ra nhấn xuống anh em. Đấy, nhấn là nó văng ra ha, nhấn xuống nó văng ra ha. Đấy.
370 luôn anh em. Cây số 6. Cây số 6, 370. Đây, tiếp theo là một cây massage đây anh em, cực kỳ ha, biết đỉnh luôn ha. Cây này nó thổi nha anh em. Đấy. Đây. Nè, bật vô là thổi ha, đầu này nhỏ ha, đầu này to nè ha. Anh em muốn muốn to nhỏ chạy em ru anh em. Để ngay giữa tắt ha, đẩy lên thì nhanh ha. Đấy anh em. Quá ok luôn. Đấy. Anh em thấy cực kỳ vip cho anh em. Chạy em ru luôn. Ru luôn. Lẫn là điện 100V nha anh em. Đấy anh em thấy đã chưa? Đấy anh em. Còn muốn nhỏ đồ nhỏ nè anh em. Đấy, trời nó rung hơn thịt thịt này nhỏ là nó tê tái luôn ha. Đấy, tê tái luôn anh em. Đấy, ba cái cơ còn này chạy rung ha. Đấy, ngay giữa tắt ha. Cái số 7. 7450 nha anh em. Số 7450 ha. Đây, cái số 8 nè, đỉnh hơn nha anh em. Cái này là đỉnh hơn ha. Cái số 8 cũng là một cây massage ha. Đấy. Rồi rim nó chạy im ru luôn anh em, chạy im ru à. Đây. Đây anh em, bên đây cũng vậy ha. Đấy. Chạy im ru à anh em. Đấy. Cấp 1 nè anh em, đấy, cấp 2 lên cái nữa, đấy. Quá ok nè, đấy. Quá đẹp ha anh em, điện 100V nha anh em. Đấy, cực kỳ chưa. Quá whip. Cái số 8. Cây số 8 cây này 500 nha anh em. 500 ha. Mạnh mệt gì. Thổi một chút là ok anh em. Đấy, cây số 8 500. Đây, tiếp theo là một cây đây anh em. Đấy. Cây này cực kỳ whip luôn nè nha. Cây này là phải là đỉnh nha anh em. Đỉnh của đỉnh nha. Đấy. Điện 100V nè anh em. Này điện 100V. Này nó 100 hay gì đó nè, 100W hay gì. 100V, 100W luôn. Đây anh em. Đấy anh em, đấy. Đây là cấp 1 nè, nó nhẹ nè ha. Đây anh em, đấy. Quá cực kỳ không. Lên cái nữa nè anh em, đấy. Anh em thấy không? Phải nói là cực kỳ whip luôn anh em. Đấy anh em thấy nó chạy rồi, đấy. Cấp 1 thì anh em nhẹ xuống nè, đấy. Cấp 2 lên nè anh em, trời ơi phải nói nó nhột quá, đánh tan mỡ rất là nhanh luôn anh em, bụng khỏe bụng mỡ á, ê bụng bia đấy anh em, cực kỳ chưa đấy. Nhà mình cũng có đánh thử rồi, nó đã gì đâu anh em, đã cực kỳ đã luôn. Cái số 9. Cái số 9. 500 luôn anh em. Cái 9 500 ha. Đấy. Cái số 10 là một cái sạc bình nè anh em, mới len keng luôn ha. Đây anh em. Nó có cái vỏ nữa nè anh em, nhưng mà cái này nó rách te tua rồi, mình bỏ đi ha. Cái này cũng không kể số gì. 300 nè anh em. Đấy. On nốt nè, đấy. Mới len keng luôn em. Đấy anh em thấy nó len keng chưa? Sạc 12V nha anh em.
điện 100V nha, điện dạo 100 ha. Chưa mở công tắc nữa nè. Đây, mở lên ha. Đấy, mở lên có đèn ha. Đây nè. Đấy. Sạc lửa ha. Có lửa nghe nè. Đấy. Đấy, à, mình giờ chặt vô nó nhán này nè, đấy. Ngon lành ha. Tắt nè nè, đấy, mở lên ha. Đấy. Ngon lành chưa? Này cho nó vô ủ đi nè. Làm lừa thừa ngoài. Kèn nghe nè, kèn là kèn 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 ha, kèn 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 kèn. Cây số 10. 500 nghe nè, cây số 10 500 ha. Kèn 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 ha. Đây, mới kèn luôn. Cây số 10 500 nghe nè. Đấy sạc bình 12V ha. Cây 11 đây nha, đây một cây đỉnh ha, cây này nó có hai tay thôi anh em, không có hai cái tay kia ha, vậy anh em kiếm tay gắn vô ha, cực kỳ nha, đấy, vậy anh em những cái tay máy mài đó anh em, về gắn vô, kỳ chưa, đấy, cấp 1 nè anh em, đấy, chạy ru anh em. Cấp 2 nè, đấy. Chạy ru ha, để này nghe tè tè ha. Đấy. Cực kỳ chưa anh em. Chạy ru luôn. Đấy, tắt nè anh em. Đấy. Quá ok ha. Đẹp đẽ ha. Đấy, con lành luôn, đế thì ok. Tại sao mình không sắm một cái này lên thư giãn anh em. Đấy. Cây 11. Cây 11 cái này 500 anh em, 500 ha. 550 nhưng mà nó không có tay cầm, mình còn 500 ha anh em. Đấy. Vậy anh em kiếm hai cái tay gắn vô được, cái này cũng dễ anh em. Đấy, 500 anh em. Cây cửa lộng đây nè, đấy. Cái này Hitachi ha, điện 100V nó 500W nha anh em. Đấy nè. Cái này nó có điều tốc mà nó hư cái điều tốc nè anh em. Để cái mức cao nhất nó chạy nha. Để mức cao nhất nó chạy nha anh em. Thôi mình giảm xuống đó nó không chạy nè, đấy, đấy. Đấy, nó bị gì mình không hiểu ha, vậy anh em xịt rồi bẫy vô hay gì nó đó nè. Đấy, làm ha, đẹp đẽ luôn ha, quá đẹp ha. Đấy. Nó bị vậy thôi, mình bán giá vậy, còn chạy thì vẫn bình thường anh em, vậy thôi để cấp cao mình chạy, rồi. Khối cần sửa vẫn ok. Cây 12. 250 nha anh em. Đấy. 250. Cây 12. Cây 13 là một cây móc rảnh nha, móc rảnh Hitachi ha. Cây này điện 100V. Nó 11A, 1050W nha anh em. Dây dài mênh mông ha. Dây nguyên rin nha, móc rảnh nè anh em, đấy, cực kỳ chưa, có cử có đầu đầy đủ ha anh em,
thắng là vé kêu ha. Đó. Ghê chưa? Nó đang là cái lưỡi này nó lắc qua lắc lại, nó móc cái đường rãnh mình nó có rộng ha. Đây, cái lưỡi này đây anh em, đấy. Cái 13. Cái 13 400 nha anh em. 400. Cái 13 400k. Cây 14 nha anh em. Đây, cây 14 là cây cưa Makita ha, điện 100V. Cây này nó là 1330W nha anh em. Lưỡi nó 180 ha. Lưỡi nó từ 180 đến 185, dây dài 5m ha. Đấy. Cây này cắt sắt lưỡi hợp kim nha anh em. Đây. Nó cắt sắt lưỡi hợp kim nha anh em. Cái lưỡi này là 300.000 nha anh em. Lưỡi này là 300.000 luôn. Đấy. Quá ok nha anh em. Đấy. Anh em nói vậy đấy. Đấy. Cái 14. Cái 14 cái này 550k nha anh em. 550. 550. Em cái 14 ha, dài 5m ha. Bên 15 là một em cưa xích đây nè. Em cưa xích ha. Ruby ha. Đấy, làm nó làm 36 nha anh em. Đây. Ruby. 360 ha. Cái này điện 100V. Nó 850A nè anh em, 850A. Nó là cả 810W nè anh em, 810W 20W gì đó. Đây nè, đẹp nha anh em. Đấy. Ngon lành ha. Anh em muốn cưa. Anh em muốn cưa gì cưa ha. Mưa gió gần nhà những cái cây nó. Anh em cưa cưa ha. Đây nè. Đấy, ngon lành nha anh em. Ngon lành trên đạo ha. Đẹp trai á ha. 360. Đấy. Làm nó đây. Ngon lành chưa anh em? Đấy. Cây 15. Cây 15 cái này 500 anh em. 500k. 500 ấy. Cây 15 nha anh em. Cây 16 là anh em, một cây cưa bàn, keng xà beng. Phải nó lẻn kẻn lên keng luôn anh em. Đây, lưỡi đá ha. Cây này là hàng chưa xài lưỡi 160 nè anh em. Đó. Cái này điện 100V. Nó 610W nha anh em. Lưỡi nó 160. Cái này là chưa xài nha anh em. Hàng chưa xài ha. Đấy. Mới kẹn luôn anh em. Lặt vặt gia đình ha, cắt sắt nữa ha, chưa xài nha anh em.
nó thẳng là chưa xài cái gì hết, còn chưa bốc siêu đấy. Cây 16, cây 16 cây này 700 nha anh em, 700 ha. Cây 16 700k nha anh em. Đấy 700. Chưa bút siêu luôn nha. Cây này là một cây massage này cực kỳ vip nha anh em. Đây. Đấy. Điện 100V nha anh em. Đấy. Nó dài rái gì nè anh em, để ngay cái cổ cúc mình đó nè. Đấy. Điện 100V. Nó 30W nè anh em, xài biết nào tốn điện. Đấy. Này để ngay dưới sau rái mình đó anh em. Sau rái nè. Để lên cái là nó ngoái ha. Đây. Đây nè, đấy. Đấy nó nghiến nè anh em, đấy đã chưa? Đấy. Cực kỳ luôn nè, đấy. Anh em thấy nó ngoái chưa? Đây anh em. Đây. Mình để lên cái cổ cúc mình đó anh em, để lên cổ cúc mình nó ngoái hai bên cổ ót mình nè. Đấy. Cực kỳ nha anh em. Đấy. Nó có hai chế độ ha. Đấy. Chậm nhanh ha anh em, bật lên ngay giữa thì nó đứng ha, bật xuống nè ha. Bật lên nè ha, đấy. Ngay giữa tắt ha, đấy. Cực kỳ whip nha anh em. Cây này thôi đỉnh nha. Đấy. Cây 17. Cây 17, cây này 700 nha anh em. 700k. Cây này 700k nha anh em. 700. Cây 18 là ok. Đây anh em, một cây hút bụi nè. Hút bụi cực kỳ vip luôn ha. Có cái thùng luôn nè anh em. Đấy, thùng luôn. Điện 100V nó 300W nè anh em. Đây có cái thùng luôn nè. Đấy anh em. Nó là cực đỉnh luôn nha. Đấy. Đây anh em. Đấy. Nó có mấy cái lọc bụi còn nè. Lọc bụi đây còn nè anh em. Đấy. Anh em. Dây nguyên riêng luôn, nói thẳng là mới luôn. Chưa bút siêu đấy anh em. Đấy, vậy anh em chùi sơ một cái là nó bóng lơ. Đây anh em. Đấy, giác được anh em. Còn mình bóp lên nè anh em, đấy. Bóp cò này cái gì nữa anh em, để dưới này là mình bóp đấy. Cực kỳ ha. Đấy. Đây rồi anh em cứ gửi ra thôi anh em. Đấy. Bụi nó vô đây nó cái dàn lọc của nó nè anh em. Đấy. Vô đây rồi là mình đổ bụi ra, nhét vô lên đây. Anh em. Đấy, quá ok ha. Đấy. Gió là mát tự luôn. Đấy. Okay, nha anh em. Đấy. Cái này nó có cái thùng mình bỏ vô cái thùng loại đi nè. Bỏ vô thùng ha. Ok ha anh em. Rồi.
trên 18. Cái này 800 nha anh em, 800k ha. Cực kỳ vip nha anh em. Đấy. Cây 18 800k nha anh em. Rồi, clip mình nay có nhiều máy đó anh em. Anh em thấy phù hợp có mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin. Số điện thoại mình 0916707404 nha anh em, cũng là số Zalo ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh. Anh em nào đăng ký rồi cho một like, mình thấy nó ra là rất trân trọng và quý mến anh em. Nói chung là thôi chào anh em ha. Hẹn anh em lại clip sau nha.